Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thi Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Giáp Thìn, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa, kỷ tuổi Mậu Tuất, canh Tuất, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy Cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tuất, canh Tuất, canh Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Tý, canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ma nền, trồng cây. Sao Minh Tinh, tốt mọi việc. Sao Yếu Yin, hay còn gọi là sao Thiên Quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu, xấu mọi việc. Sao Tứ Thời Cô Quả, xấu mọi việc. Và đặc biệt là ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức là ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày tam nương sát, sáu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý biết chấp nhận con người của đối phương. Với bạn tuổi Tý, bạn nhận ra rằng trong tình yêu, hai người phải cùng nhau khám phá về những ưu điểm, nhược điểm của người kia và thông cảm, lắng nghe nhau thay vì có những mâu thuẫn và cãi vã. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý, mọi con người chúng ta đều có năng lực và lợi thế khác nhau. Thế nên với bạn tuổi Tý, hãy làm tốt những gì có thể và tôn trọng năng lực của người khác. Điều đó là rất quan trọng trong môi trường tập thể bạn tuổi Tý nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Tý là nên đi ngủ sớm để cho sức khỏe của mình được cải thiện. Có thể trong thời gian này với bạn đang có nhiều lo âu, cho nên với bạn tuổi Tý không thể nào chợp mắt được. Và nếu có thể với bạn tuổi Tý, hãy học yoga thiền để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn của mình, nhờ thế mà bạn cũng ngủ được ngon hơn.
Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim nên tránh bắt chước số đông trong việc liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mọi người có một góc nhìn khác nhau và bạn có thể học hỏi thêm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tâm lý ngắn hạn chỉ khiến cho bạn dễ rơi vào bế tắc mà thôi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tình cảm đôi lứa có được cơ hội thăng hoa khi hai người có niềm tin vào tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy bám chặt chiến lược mà bạn đã đề ra ban đầu. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 88, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu là không nên nghĩ tới công việc to lớn trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn nên ưu tiên các giải pháp an toàn nhất có thể. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên hiểu rằng dù bạn có tài giỏi nhưng không phải ai cũng muốn công nhận điều này, và đó là lý do họ tìm cách để hãm hại bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, trực giác của bạn đang có được sức mạnh to lớn khi bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn. Hẳn nhiên cũng không phải lúc nào chúng cũng hoàn hảo, nhưng với ngày hôm nay bạn tuổi Sửu hãy cứ tự tin đặt niềm tin vào chúng, với bạn có thể sẽ có được những bước tiến đầy bất ngờ cho mình nữa. Bạn tuổi Sửu, bạn đủ sức tự mình xử lý được tất cả, cũng đừng có chủ quan với việc gì cần giúp sức, hỗ trợ, hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ phía người khác. Nhờ những việc như thế mà bạn cũng học hỏi được rất nhiều điều ý nghĩa từ họ nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, những thuận lợi mà bạn đang có được là nhờ có được sự hỗ trợ từ mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, bạn có thể chấp nhận cuộc sống không dễ để học hỏi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tránh nói những lời sáo rỗng khiến cho bạn mất đi bạn bè và người thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy cứ thật thà, đừng có mưu mô quá, sẽ không có lợi về lâu dài. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 93, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, và điều này báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Dần, bạn thu được những thành quả sau khoảng thời gian cố gắng rất dài vừa qua. Đặc biệt trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, đối với những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán sẽ có thể sẽ phát tài một cách nhanh chóng với những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn, giúp cho bạn nhận được kết quả ở hiện tại. Bạn mệnh tuổi Dần hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mình nhận được trong ngày hôm nay. Ngày này trái ngược với sự may mắn về tài lộc thì cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Dần lại gặp không ít trục trặc khi bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia không quá mấy yên bình. Mọi khi có vấn đề xảy ra, với bạn tuổi Dần cần phải bình tĩnh nghe nửa kia của mình giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào một chiều như vậy bạn tuổi Dần nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có được cơ hội phát tài nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đón tin vui về tiền bạc, thu được thành quả sau quãng thời gian dài nỗ lực cố gắng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi gặp nhiều trục trặc, dễ xảy ra cãi vã. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, thu được kết quả khả quan nhờ tính toán đúng đắn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên cho đối phương cơ hội để giải thích. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại, và đây là lúc với bạn tuổi Mão nên biết vị trí của mình nằm ở đâu, tránh hô hào thái quá kéo lại làm hỏng việc của mình cũng như là những kế hoạch của người khác. Với bạn tuổi Mão, có thể bạn đang tự tin với năng lực của bản thân mình, nhưng trong ngày hôm nay có nhiều điều kiện không được thuận lợi như bạn nghĩ, vì vậy bạn rất dễ mắc phải những sai lầm. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này sẽ đẩy bạn vào những tình thế khó khăn, và đây cũng là lúc với bạn tuổi Mão cần phải thể hiện được năng lực của bản thân mình, chứ không phải là bỏ cuộc giữa chừng. Với bạn tuổi Mão, hãy kiên cường lên, vì chỉ có bạn mới tự cứu lấy mình trong hoàn cảnh này mà thôi. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này cũng nhắc nhở bạn mệnh tuổi Mão cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Và dù công việc của bạn có bận rộn tới thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Mão hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên trong gia đình cùng trò chuyện và làm các công việc nhà nữa bạn tuổi Mão nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn càng nóng giận càng dễ làm hỏng việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy cân đối lại tiền bạc, bạn sẽ biết nên làm gì với số tiền của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải cẩn thận với những chỉ dẫn đưa ra, đưa bạn tới những sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không ngại ngần, nhận thêm trách nhiệm để có thể thể hiện được năng lực của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 69, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Với bạn tuổi Thìn đang có những suy diễn quá mức về các vấn đề mà bạn đang gặp phải và sự việc sẽ chẳng là gì nếu như bạn không mang những suy nghĩ này đi nói với nhiều người, và điều này sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Sau đó bạn lại mất công đi đính chính lại là vô cùng mệt mỏi cho bạn. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này cũng làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có một số rắc rối với bạn tuổi Thìn. Bạn cần phải chủ động để xử lý, và nếu không sẽ gây ra những hậu quả cho cả những ngày sau đó. Lúc này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn còn đổ lỗi hoặc là có giải thích rộng dài thì cũng không có ích gì cho bạn nữa.
Và trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn sẽ có một số người chỉ ra cho bạn thấy rằng một số lối tư duy của bạn cùng với thói quen xấu từ trước đây, điều này đang làm hại chính bạn. Và nếu có thể, với bạn tuổi Thìn, hãy xây dựng được quyết tâm để chỉnh sửa chúng càng sớm càng tốt bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hãy tìm ra động lực lớn lao để cho bạn có được cơ hội bứt phá. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đừng có đề cao cái tôi, đừng có cho rằng mình là đặc biệt. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, bạn đang an toàn quá mức, cần phải vượt qua giới hạn của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cơ hội của bạn có trong tay, chưa chắc đã là tốt hơn người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Đặc biệt, ngày này đối với những ai làm công việc tự do, kinh doanh, buôn bán, nếu như bạn đã chăm chỉ làm việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Tỵ, có thể đây sẽ là lúc mà bạn nên tự thưởng cho bản thân mình bằng một vài món quà giá trị hay là chuyến đi du lịch ngắn ngày để khích lệ bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa. Bạn tuổi Tỵ đừng có quá khắt khe với chính bản thân mình, bạn xứng đáng nhận được những món quà ý nghĩa đó. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho những mối quan hệ xung quanh bạn, từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều rất tốt đẹp. Nhưng với bạn tuổi Tỵ, đừng có vì mãi mê chăm lo cho con cái của mình mà quên dành thời gian cho người bạn đời của mình. Bạn hãy hâm nóng tình cảm kịp thời để luôn giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy trong tim bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng nhờ sự chăm chỉ của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ có được cơ hội phát tài, nhất là đối với những người làm nghề tự do. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ của bạn đều rất tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có thể tự thưởng cho bản thân mình những món quà ý nghĩa để khích lệ chính mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đừng có quên hâm nóng tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ đang đón nhiều tin vui về tài lộc. Ngày hôm nay, tài lộc với bạn tuổi Ngọ có được sự dồi dào, tiền bạc, may mắn và các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan. Với bạn tuổi Ngọ, hãy mạnh dạn thực hiện các kế hoạch, mục tiêu mà mình đã ấp ủ bấy lâu, có cơ hội thành công với bạn sẽ rất cao. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn mệnh cũng vô cùng là may mắn. Với bạn tuổi Ngọ đang có được một ngày đào hoa nở rộ, bạn tuổi Ngọ cần phải mở rộng lòng mình, tình duyên đến thì chớ nên từ chối, đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được.
Còn đối với các cặp đôi, trong ngày này là khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, không cần phải nói gì nhiều, đôi bên nhận thấy sự hòa hợp ngay cả trong sự im lặng, tình yêu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là có thể ở được bên nhau cũng là đủ rồi. Vậy câu quyết cho bà tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, các kế hoạch về tài chính, đầu tư của bạn thu được kết quả khả quan. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, tài lộc được hanh thông, tiền đổ về túi ào ào. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, tình duyên suôn sẻ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nên mạnh dạn thực hiện các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, các cặp đôi có thời gian hạnh phúc bên nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 39, số 64, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi. Điều này làm cho bạn tuổi Mùi rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn mệnh tuổi Mùi đang quá tự tin vào khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân, cho nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình, chẳng biết tôn trọng ý kiến góp ý của mọi người xung quanh. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Điều này vốn mang tới cho bạn mệnh có được những sự thuận lợi nhất định trên con đường công danh, sự nghiệp. Song bạn mệnh tuổi Mùi lại không biết tận dụng thời cơ, cho nên gây khó khăn cho bản thân mình, khiến cho bạn phải mất nhiều công sức hơn để đạt được điều mà mình mong muốn. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo, có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Thay vì cố sức làm việc không ngừng nghỉ, thì với bạn tuổi Mùi nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức, quá nhiều, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe và thể lực của bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, cần phải tôn trọng ý kiến góp ý của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, dễ gây mất lòng người khác vì quá tự cao tự đại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, mất nhiều công sức hơn để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, có được cơ hội phát triển nhưng không biết tận dụng thời cơ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thân nhờ vậy mà gặp được nhiều may mắn, đôi lứa có được sự khăng khít. Đối với những bạn đang còn độc thân, đào hoa dẫn lối, bạn có được cơ hội gặp gỡ nhiều người khác phái và lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cũng giúp cho bạn, hỗ trợ cho bản mệnh trong công việc rất nhiều. Dù có nhiều vấn đề đồng loạt nảy sinh ngoài dự kiến, nhưng bản mệnh tuổi Thân vẫn giữ được sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Bạn là người có năng lực, khó khăn có thể sẽ giúp cho bạn khẳng định được bản thân mình nữa. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân ngay khi đang có cơ hội. Đừng có ngại ngần nếu như bạn tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng có được sự may mắn như thành công của bạn nhé.
về câu quyết cho bản thân trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân, đào hoa dẫn lối, có được nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình cảm được suôn sẻ, đôi lứa được khăng khít. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, giải quyết được các vấn đề bất ngờ nảy sinh nhờ sự bình tĩnh của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, công việc được hỗ trợ đắc lực từ mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cố gắng thể hiện năng lực ngay khi có cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu đón nhận những tia hy vọng mới trong việc hợp tác làm ăn. Ngày này với bạn tuổi Dậu đang gặp được vận quý nhân xuất hiện và quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối giúp cho bạn gặp được đúng người cần gặp và nói đúng được việc mình cần nói. Với bạn tuổi Dậu trong ngày này, khi đã có người cùng chung chí hướng thì có lẽ mọi gánh nặng với bạn cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bản mệnh cũng cảm thấy những thành công bước đầu chính là dấu hiệu cho thấy bản thân bạn đang đi đúng hướng, đúng đường, càng tiếp thêm sự tự tin cho bạn trong tương lai nữa rồi. Bạn tuổi Dậu, khả năng thăng tiến của bạn trong ngày hôm nay cũng khá cao. Với bạn, hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh được năng lực của bản thân mình với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có trong sự nghiệp thăng hoa của mình nữa bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có được quý nhân dẫn đường chỉ lối, làm được việc mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, việc hợp tác làm ăn được suôn sẻ, thu được kết quả khả quan. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, thành công bước đầu chứng tỏ bạn đang đi đúng hướng, đúng đường. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, gánh nặng được trút bỏ khi tìm được người chung chí hướng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có khả năng thăng tiến nếu như bạn chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi làm việc. Bản mệnh tuổi Tuất đang có nhiều suy nghĩ tiêu cực, cho nên cũng sẽ có những hành động thiếu kiểm soát sẽ gây ra rắc rối cho chính bản thân mình. Thêm vào đó, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thiên quan gây họa, điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo gặp phải tiểu nhân khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn trong công việc. Vì thế mà với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tránh thái độ làm việc chảnh mãng, bộ dở dựa chừng. Bản mệnh thiếu thận trọng nên sẽ để cho kẻ xấu có được cơ hội để hãm hại mình trong lúc này nữa nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Vấn đề về sức khỏe là điều mà bản mệnh không thể chủ quan được trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tuất, bạn thường xuyên làm việc quá sức, lại không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Với những dấu hiệu lao lực, đây chính là lời cảnh báo kháng nghị của cơ thể, nhưng bạn lại luôn lựa chọn bỏ qua nó nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ tiêu cực dễ dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tránh căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng nếu như bạn tiếp tục chủ quan. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tránh thái độ làm việc chảnh mãng, bộ dở dựa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất
thuộc mệnh thủy cần phải xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 93, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim trợ lực. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi có thêm sự quyết đoán, dứt khoát, không để cho mình phải hối hận vì đã để lỡ cơ hội hiếm có mọi khi đứng trước các quyết định quan trọng trong công việc ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn là người có chính kiến riêng, biết điều mình muốn là gì và không ngừng cố gắng để giành được mục tiêu mà mình đã đề ra, và điều này sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong tương lai sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này cũng sẽ gây ra những tác động tới mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy. Một người nồng nhiệt thì trong khi người kia lại thờ ơ, lạnh nhạt, tình cảm cần phải có sự vun vén từ cả hai phía thì mới có thể bền vững. Và bạn tuổi Hợi, bạn cũng chẳng biết phải làm sao với tình hình như thế này nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, không bỏ lỡ cơ hội quý giá để sau này phải hối tiếc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, có thêm quyết đoán, dứt khoát khi làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thể đạt được những bước tiến quan trọng, thuận lợi trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, khi bạn có chính kiến và hiểu rõ được mục tiêu của mình thì bạn có thể đạt được mục tiêu mình đề ra. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm lạnh nhạt, rạn nứt do thiếu sự vun vén từ cả hai phía. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.